Và hồn tôi từ đó là khúc ca vang trong lòng. Lắc đi con. Không phải lắc làm xúc xích con. Lắc cái này nè. Mẹ ơi, con sợ. Trời ơi. Nguồn dinh dưỡng từ thịt. Huy à. Hả? Lần này lên Sài Gòn không có Huy, chắc là Sam sẽ buồn lắm. Huy có thể hát cho Sam nghe được không? Được chứ Sam. Lấy đàn guitar ra, nhổ lên thế đàn, rải đờn, rèn. Ngài cô ấy đi theo chừng mẹ cha. Ngài cô ấy đi theo chừng mẹ cha. Chàng trai bờ vơ tư xa, trong tim hụt hẳn như mất thứ gì. Anh hát anh đọc thơ vậy hả? Thiệt luôn, em đang định là làm một cái phân đoạn rất là lãng mạn mà anh làm lãng xẹt luôn á. Trời hay quá trời. Trời ơi anh, cái phân đoạn này rất là lãng mạn trong phim luôn á. Nhưng mà đầu tiên thì chắc là phải giới thiệu. Đúng vậy. Dạ thưa quý vị, Sam và Phương Kim Huy xin chào mừng tất cả quý vị đang đến với chương trình Gia đình thông thái. Và chương trình Gia đình thông thái, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng xúc xích Heo Cowboy, nguồn dinh dưỡng từ thịt. Và thưa quý vị, chương trình Gia đình thông thái có khung giờ phát sóng rất quen thuộc, đó chính là 20:35 tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Và đến với chúng tôi, những người bạn nhỏ sẽ đóng vai trò vô cùng mới lạ, đó chính là vai trò thủ lĩnh nhí. Đi cùng với lại người thủ lĩnh nhí của chúng ta sẽ là hai người thân của mình, có thể là ba mẹ, cô dì chú bác hoặc là anh chị, nói chung là đến đây để có thể hỗ trợ người thủ lĩnh nhí của chúng ta mang về giải thưởng thật cao và giành về cho mình ngôi vị gia đình thông thái. Và thưa quý vị, sở dĩ hồi nãy chúng tôi diễn ra một cái trích đoạn rất là lãng mạn. Anh không hề lãng mạn luôn á, qua từ hai đứa mình thành lãng xẹt luôn á. Thật ra thì trích đoạn trong bộ phim gốc rất lãng mạn, nhưng qua tài năng diễn xuất rất điện ảnh của hai anh em chúng ta nó trở thành một chủ đề lãng xẹt và không ai coi cả. Nhưng đây là một bộ phim mà Huy và bé Sam rất là thích, đó chính là bộ phim Mắt Điên. Và tại sao mà anh em của chúng tôi đã diễn lại một phân cảnh trong bộ phim này? Đó là vì hai vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay có liên quan đến bộ phim này. Bây giờ chúng ta cùng nhau chào đón gia đình đầu tiên. Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha. Anh ơi, đừng mời chị ra luôn để ta hát, anh đừng có hát. Trong theo từ xa, trên tim hụt hẫng như mắc một thứ gì. Trời, chú heo cao bồi. Mình bây giờ gia đình mình đó hả, còn giới thiệu về các thành viên ngày hôm nay đến đây cho mọi người được biết nha. Dạ, xin chào tất cả mọi người, con tên là Nguyễn Ngọc Thiên Diệu, năm nay con 10 tuổi. Hôm nay con đến với chương trình Gia đình thông thái với ba và mẹ. Con giới thiệu ba mẹ tên gì luôn nè. Dạ, mẹ con tên là Linh, còn ba con tên là Tú. Ở nhà con có biệt danh gì không con? Dạ có, là Noel. Ờ, tại sao biệt danh của mình lại là Noel? Dạ, con sinh ngày Noel ạ. À, đơn giản vậy thôi. Đúng rồi.
bé là Noel thấy gia đình bận đồ màu sắc đỏ của Noel rồi, mang không khí cực kỳ Noel luôn. Vậy thì ngày hôm nay đã đến đây nè, mình sẽ tham gia các câu hỏi liên quan về kiến thức. Con sẽ tin tưởng vào ai nhiều hơn? Dạ con tin tưởng vào cả hai. Đó, tin tưởng phải là cả hai nha. Nhưng mà hy vọng là ngày hôm nay với sự tin tưởng như thế này và bé Noel cùng là ba mẹ mình sẽ gặt hái được những điểm số rất là cao. Rồi, chúc gia đình mình may mắn ạ. Xin mời. Xin mời gia đình Noel. À, tiếp tục anh là hát tiếp để giới thiệu gia đình kia. Mẹ của em đi theo chân mẹ trời. Chàng trai bước dậy từ xa trong tim hụt hẫng như mất. Bị gì anh, bị gì anh nhập tâm những vật á, có mà tiễn cô gái đi đau. Không có tiễn cô gái nào đi mà quằn quại như là đang đau bụng vậy hết trơn. Ôi, anh rất là nhập tâm luôn á, anh rớt nước mắt luôn á Sam. Không, chỉ thấy một sự giả trân trên gương mặt của anh. Bây giờ mình mời người ca sĩ đó ra hát. Gia đình thứ hai và chú heo cowboy, xin mời. Gia đình của mình. Và bây giờ thì Thùy Linh Nhi ơi, con hãy giới thiệu về từng thành viên trong gia đình mình ngày hôm nay nha. Dạ, con tên là Trần Sâm Nhây, năm nay con 9 tuổi. Và hôm nay con đi tham gia chương trình gia đình thông thái. Và con đi với bà ngoại con và cậu Ngân. À, bà ngoại và cậu. Cậu con hả? Dạ. Sao hôm nay không đi hát nè? Quẩn về đi chơi với tôi ạ. Ok. Giới thiệu về mình đi nào. Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả. Mình tên là Phạm Đình Thái Ngân, hiện mình đang là ca nhạc sĩ. Con ba ngoại, ba ngoại tên gì nè? Kính chào khán giả, mình tên đầy đủ là Nguyễn Thái Lan. Công việc của mình là, nói chung là nhiều lắm nhưng mà công việc chính là nội trợ. À, cậu Ngân nè. Dạ. Quý vị khán giả được biết đó chính là bé Ngân hiện tại đang là một ca sĩ và nhạc sĩ, đồng thời là người lồng tiếng cho nhân vật Ngạn trong bộ phim Mắt Biếc. Đây. Và hát nhạc chính của bộ phim luôn. Thái Ngân ơi, bây giờ hãy sẵn đây em hát một đoạn trong bài hát ở trong phim cùng với lại bé Diệu, Diệu được không? Dạ, chắc chắn là được rồi. Rồi, mời con, mời vậy nha. Hà Lan ơi, Hà Lan ơi. Và hôn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngần, làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu. Hoa vào cây, hương vào nắng, và giấc mơ tôi có nàng trong bài ca ta hứa thành tha. Cảm ơn Hà Lan, cảm ơn Ngạn thời niên thiếu. Cảm ơn con rất là nhiều. Rồi, xin mời gia đình mình về vị trí ạ. Rồi, đúng quý vị, bây giờ chúng ta đã về vị trí rồi, hai gia đình đã vào vị trí. Xin mời làm gọi là bước đầu tiên. Đó chính là đặt tên đội. Hai gia đình của mình đã suy nghĩ ra cái tên đội gì cho mình chưa ạ? Đúng rồi, xin mời ạ. Con nghĩ rồi. Con hả? Con nghĩ ra tên đội mình là gì nè? Dạ, tên của con là bánh bao xúc xích. Bánh bao xúc xích. Nhưng mà tại sao lại là bánh bao ạ? Dạ tại vì mặc áo trắng là bánh bao. Mặc áo trắng là bánh bao. Mặc định như vậy thôi, màu trắng là bánh bao. Nghe cái tên là em cảm thấy đói bụng rồi. Tên gia đình mình là gì ạ? Đội thông thái. Thông thái. Đội thông thái rất là đơn giản mà đi thẳng vào vấn đề. Đội thông thái sẽ đứng đầu với đội bánh bao, bánh bao xúc xích. Chúng ta cùng nhau bước vào vòng đầu tiên với tên gọi đó chính là gia đình nhanh trí. Trong thi gia đình nhanh trí, đội trưởng Nhí sẽ cử ra một thành viên để trả lời câu hỏi. Mỗi đội thi sẽ trả lời gói 10 câu hỏi của chương trình trong vòng 1 phút 30 giây.
Đội chơi có quyền bỏ qua nếu như không trả lời được câu đó, nhưng không được quyền quay trở lại. Sau khi hết thời gian, sàn LED bên dưới sẽ có 25 ô. Mỗi ô mang những giá trị khác nhau. Số câu mà đội trả lời đúng sẽ tương ứng với số ô mà thủ lĩnh Nhí sẽ được chọn. Lưu ý, ở vòng này thủ lĩnh Nhí của đội thi sau sẽ không được phép chọn vào ô tiền thưởng mà đội thi trước đã chọn. Khi hai đội đã hoàn thành xong, các ô tiền thưởng sẽ lần lượt được mở ra theo thứ tự và đội chơi sẽ biết được giá trị tiền thưởng mà đội mình mang về. Bây giờ để tìm ra người thi trước, đội nào thi trước, chúng ta sẽ trải qua một trò chơi vô cùng hấp dẫn. Đó chính là trò chơi đấu sumo. Đây, xin mời sàn đấu sumo xuất hiện. Hiện đại không? Công nhận. Đây là một vòng tròn màu đỏ, là sàn đấu của hai sumo và hai thủ lĩnh. Tụi con có nhiệm vụ là suy nghĩ và lựa chọn thành viên nào sẽ bước lên đây và đấu đối kháng với nhau. Thành viên đó sẽ được bận một bộ đồ sumo rất là dễ thương. Chúng ta chỉ việc bận bộ đồ đó vào và để hai tay vào vị trí chiến đấu như thế này. Làm bằng cách nào đó, bằng kỹ thuật hoặc là mưu mẹo để đẩy đối phương ra. Ví dụ rồi thua, tự ra ngoài phòng thua. Mặc nhiên là đội còn lại sẽ giành được quyền ưu tiên thi trước trong vòng này. Và bây giờ hai con sẽ lựa chọn ai là người tham gia thử thách sumo này. Xin mời. Con chọn cậu Ngân. Cậu Ngân. Được biết cậu Ngân cũng đặc biệt dữ lắm. Hiền Diệu chọn ai nào? Con sẽ lựa chọn ai? Dạ con chọn Bác. Bác. Nhìn mặt của Ngân có vẻ như là mất máu nhẹ. Không sao Ngân, anh biết ngoài ca hát ra em một streamer thứ thiệt nữa. Rồi, hai thành viên chúng ta sẽ cùng bước lên đây ạ. Thưa quý vị, và đây là một trận đấu sumo mang tầm cỡ thế giới giữa hai đấu sĩ, đó là Thái Ngân và Thanh Tú. Hai đấu sĩ của chúng ta đã sẵn sàng cho cuộc chiến đấu chưa ạ? Dạ. Xin mời. Xin mời bước vào ạ. Thủ tục chào. Chào hay khó người ta nữa. Tay chạm tay, nắm thật chặt, cảm nhận. Cảm nhận gì anh? Cảm nhận sức mạnh của đối phương. Hiệp 1 bắt đầu. Giỏi lắm rồi. Một phần thi vô cùng chóng vánh. Phần thắng đã nghiêng về đội của bé Huyền Diệu. Như vậy thì Huyền Diệu ơi, con hãy chọn ra là ba hay là mẹ sẽ là người thực hiện thử thách này đây. Nên lựa chọn một người nào mà con cảm giác là tin tưởng vào kiến thức để có thể trả lời được cái lượng câu hỏi của chương trình. Dạ con chọn ba. Chọn ba. Như vậy là ba Thanh Tú xin người trả lời những câu hỏi. Đây là thời gian 1 phút 30 giây và bộ 10 câu hỏi, xin mời ạ. Quy đổi đơn vị đo độ dài sau 15 decimet bằng bao nhiêu milimet? 0.15. Bao nhiêu ạ? 0.15. Đáp án không chính xác. 1.500 milimet. Như vật hư cấu nào tự xưng là Mỹ Hầu Vương? Mỹ Hầu Vương ạ? Mỹ Hầu Vương là Tây Du Ký, là của Tây Thiên. Tây Thiên, Tôn Ngộ Không, đáp án chính xác. Tiếp tục ạ. Ngọn núi nào ở Tây Ninh được coi là nóc nhà Đông Nam Bộ? Núi Bà Đen. Núi Bà Đen, chính xác. Xe túc túc ở Thái Lan có mấy bánh? 3 bánh. Chính xác.
Côn Đảo thuộc địa phận tỉnh nào ở nước ta? Bà Rịa Vũng Tàu. Chính xác. Con gì còn đau khổ hơn con hươu cao cổ bị viêm họng? Con rít. Con rít. Con rít, đáp án chính xác. Độ phân giải màn hình được tính bằng đơn vị nào? Pixel. Chính xác. Hãy cho biết tàu gì không có động cơ? Tàu hủ. Chính xác. À, hay quá. Tìm số còn thiếu trong dãy số sau 1, 4, 9, 16. 1, 4, 9, 16. 6. 6, đáp án không chính xác, con số 25. Hãy cho biết màu sắc của hộp đen trên máy bay. Màu cam. Màu cam, đáp án chính xác. Wow. Chưa hết 1 phút 30 giây thì đội chúng ta đã ghi về cho mình được 8 câu trả lời chính xác. Wow. Xin mời Huyền Diệu, con hãy lựa chọn 8 ô nào. Chọn. Chọn. Ghi nhận ạ. Tiếp tục. Chọn. Ghi nhận. Chọn. Tiếp tục. Chọn. Ghi nhận. Ghi nhận. Ba ô nữa. Ghi nhận. Rồi, tiếp tục. Và tiếp theo, cuối cùng. Cuối cùng. Ô nào nào. Xa thật. Chốt. Chọn. Chốt. Rồi, cảm ơn con. Cảm ơn con. Và bây giờ sẽ là phần vượt qua thử thách dành cho đội bánh bao xúc xích. Không biết là Song Nhi, con sẽ lựa chọn thành viên nào sẽ tham gia trả lời các câu hỏi đây? Con sẽ chọn... Chú Ngân. Chú Ngân. Chú Thái Ngân. Con bé này. Chú Ngân à, cố gắng lên và đừng làm cháu thất vọng nha. Chúng ta sẽ cùng đến với bộ câu hỏi dành cho đội bánh bao xúc xích. Xin mời. Quốc gia nào được mệnh danh là xứ sở chùa vàng? Dạ, Thái Lan. Chính xác. Qua tác phẩm Bánh trôi nước của tác giả Hồ Xuân Hương muốn nhắc tới hình ảnh gì? Dạ, người phụ nữ ạ. Người phụ nữ. Chưa đủ. Dạ, thân phận người phụ nữ. Người con gái. Chính xác. Hãy cho biết đơn vị đo khối lượng đá quý và ngọc trai. Cara. Chính xác. Hãy cho biết từ điển có bao nhiêu từ. Dạ, 2. Chính xác. Bộ phận nào của chuột túi có tác dụng giữ thăng bằng? Dạ, đuôi. Chính xác. Xe gì không có bánh nhưng vẫn chạy khắp các nước? Xe gì? Xe... xe... xe gì? Xe gì đơn giản lắm, suy nghĩ đơn giản thôi. Xe... xe... một trò chơi. Xe máy. Sai. Xe trên bàn cờ. Trong điều lệ đội thiếu niên tiền phong, sau khi thắt khăn quàng đỏ đúng cách, giải khăn nào là bên ngắn hơn? Bên... bên... bên trái. Chính xác. Cá gì hết sức ngoài khơi bỏ mình? Cá gì hết sức ngoài khơi bỏ mình? Cái tên, đố mẹo, cái tên nói lên điều đó. Cá gì mà hết sức cố gắng mình? Cá đuối. Cá đuối. Chính xác. Quy đổi đơn vị đo sau 1 inch bằng bao nhiêu cm? 2. Sai ạ. 2,54. 2,54. Như vậy là bên đội bánh bao xúc xích đã trả lời 7 đáp án. Xin mời Song Nhi. Song Nhi chọn 7 ô con thích. Không được chọn những ô màu cam nha con. Con hãy lựa chọn những ô màu xanh còn trống. Chọn bấm đại đi con, không sao đâu. Chọn, ghi nhận. Tiếp theo. Chọn. Ghi nhận. Tiếp theo, con chân gái. Chân chù quá. Tiếp đi con. Chọn. Ghi nhận. Tiếp tục ạ. Rồi, tiếp luôn. Đó, đúng rồi, ô đó. Ghi nhận. Chọn. Chúng ta còn 3 ô nữa, xin mời con. Bên này nè con. Tiếp tục ạ. Đúng rồi. Và ô cuối cùng. Bên này nè con, bên này đi. Này nè. Rồi. Ghi nhận. Rồi, cảm ơn con. Và chúng ta cũng lưu ý là trong 25 ô dưới đây, chúng ta sẽ gồm có 4 ô 300 điểm là giá trị thấp nhất, 6 ô 500 điểm, 6 ô 700 điểm, 3 ô 900 điểm và 2 ô mang giá trị lớn nhất là 1.000 điểm, gồm có cả các ô chia đôi và ô nhân đôi nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau mở những ô mà đội Thông Thái đã lựa chọn
bây giờ sẽ là ô đầu tiên. 900 điểm. Và ô tiếp theo ạ. Mới được 900, chia 2 rồi. Thôi không sao cả, bây giờ chúng ta đang có ít điểm. Đúng chia rồi. Thì cũng đỡ hơn là một lát nữa mình mới chia. Rồi ô tiếp theo nào. Đúng rồi. Ok anh Hiếu. Ô tiếp theo ạ. Nhân 2. Wow. Tiếp tục ạ. 500 điểm. Rồi ô tiếp theo ạ. 300 điểm. Trời ơi, còn mong được cái tiền. 500. Trời ơi, nhiều điểm quá vậy. Ô cuối cùng ạ. Wow, nhiều quá vậy. Mời lượt rồi mới coi xúc xích ạ. Bánh bao xúc xích sẽ mang về cho mình bao nhiêu điểm đây? Chúng ta sẽ cùng mở ô số màu vàng. 500 điểm. Và tiếp theo ạ. Bao nhiêu đây ạ? 500 điểm. 1.000 điểm rồi đó. Và chúng ta sẽ cùng mở ô tiếp theo 500 điểm nữa. Cuộc sống mà. Đâu lần trước điều gì? Tiếp theo sẽ là 300 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng mở ô tiếp theo. 500 điểm. Đội Đông Thái nhận được 5.100 điểm. Chúng ta cùng nhau bước vào vòng tiếp theo của chương trình Gia Đình Thái, đó là vòng Gia Đình Biết Tuốt. Theo cáo bồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với vòng 2 có tên gọi Gia Đình Biết Tuốt. Ở vòng thi Gia Đình Biết Tuốt, ba thành viên sẽ đảm nhận những vai trò khác nhau. Thủ lĩnh Nhí sẽ cử ra thành viên trả lời câu hỏi và thành viên di chuyển trên bàn cờ, sau đó tiến tới phi thuyền. Ở đây, thủ lĩnh Nhí sẽ có 10 lượt lắc. Mỗi lượt lắc, phi thuyền sẽ đưa ra số bước để thành viên đứng ở vị trí bàn cờ di chuyển. Di chuyển đến ô nào sẽ thực hiện nhiệm vụ ở ô đó. Nếu di chuyển đến ô câu hỏi thì thành viên còn lại sẽ phải trả lời câu hỏi đó trong vòng 10 giây. Nếu không đưa ra được câu trả lời, đồng nghĩa với việc đội sẽ không nhận được tiền thưởng ở ô đó. Nếu di chuyển vào ô cơ hội, thành viên ở vị trí bàn cờ sẽ đi đến vòng xoay may mắn. Ở vòng xoay này sẽ mang đến những cơ hội tốt lẫn cơ hội xấu cho các đội thi nhé. Nếu như may mắn di chuyển vào ô phần thưởng, sẽ có 2 phần quà từ chương trình và thủ lĩnh sẽ là người chọn phần quà mà mình muốn mang về nhà. Đặc biệt ở vòng này, cứ mỗi lần qua được ô bắt đầu, đội sẽ được cộng thêm 1 triệu đồng. Lượt đấu đầu tiên thuộc về Gia Đình Bánh Bao Xúc Xích. Thì bây giờ Sông Nhi con hãy chọn ai là người sẽ thực hiện những bước chân và ai sẽ là người trả lời câu hỏi nào? Dạ con chọn cậu Ngân. Là người sẽ trả lời hay là người sẽ thực hiện bản đồ ạ? Dạ con chọn trả lời. Như vậy thì ngoại sẽ là người sẽ thực hiện những bước đi. Xin mời ngoại. Dường như là cháu rất tin tưởng vào lượng kiến thức của cậu Ngân. Nhi ơi, con hãy lên đây với cô Sam nào. Rồi, kích hoạt nút để khởi động phi thuyền con ơi. Xin mời lượt lắc đầu tiên của Sông Nhi. Lắc đi con. Không phải lắc cái hộp xúc xích con, lắc cái này nè. Lắc cái này nè. Cái gì nên lấy xúc xích. Một bước. Rồi, câu hỏi này sẽ tương ứng bao nhiêu điểm đây? Xin mời. 500. Đây là một câu hỏi tiết mục. Xin mời gia đình mình hãy theo dõi tiết mục ngay sau đây để tìm ra đáp án. Hãy chú ý quan sát thật kỹ tiết mục này. Xin mời tiết mục ạ.
Xin chào quý vị khán giả, xin chào hai đội chơi. Em tên là Lê Quốc Đạt, hiện tại em 23 tuổi và em là nghệ sĩ biểu diễn tự do bộ môn trình diễn ảo giác. Để câu ảo giác ngày hôm nay bạn mang tới là gì đây, xin mời. Quả cầu bao nhiêu lần? Mình đang đùa nhau đúng không? Câu hỏi đó chính là quả cầu nặng bao nhiêu kg? Wow. Gì vậy? Dễ quá. Wow. Rồi thời gian 10 giây suy nghĩ, bắt đầu trả lời ạ. 3 ký. Làm gì tới ký? 300g. 300g. Ghi nhận. Chúng ta đến với lại đáp án trước đã, để xem là bao nhiêu đây, xin mời em. Xin mời chủ nhân. Đáp án đó chính là quả cầu này nặng. Cầu này nặng 1 kg. Nãy đã nói 1 kg. Như vậy là 1 kg, đáp án 300g là không chính xác. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn em. Em cảm ơn. Như vậy là chúng ta đã đánh mất giá trị tiền thưởng trong câu hỏi này. Và lượt lắc tiếp theo dành cho Song Nhi, xin mời con. Bao nhiêu? 2 bước ạ. Xin mời ngoại. Ôi câu hỏi à. Câu hỏi. Giá trị 300. Đây là câu hỏi của ô 300. Xin mời. Khi cùng tham gia giao thông trong các loại xe sau đây, xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe cảnh sát, thì xe nào được ưu tiên đi trước? 10 giây bắt đầu. Con biết dạ. Không? Xe cứu hỏa. Dạ nghe má đúng không? Xe cứu hỏa đúng không? Dạ xe cứu thương. Xe cứu thương hả? Xe cứu thương. Xe cứu thương. Xe cứu thương. Chốt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem kết quả nào. Để xem. Kết quả là xe cứu hỏa. Con ơi, hồi nãy đang lại là chú phải tin tưởng vô sự giúp đỡ của ngoại, thì bây giờ là mình con có điểm thôi. Con cãi cha mẹ là câm đường mà con hư. Quan rộn giáo à. Và lượt lắc tiếp theo dành cho Song Nhi. Cái câu này tiếp theo mà có câu hỏi là má nói gì con cũng nghe hết. Bây giờ má nói gì con cũng nghe. Wow. 1 nè, 2, 3. Giá trị câu hỏi là 700 ạ. Ừ, 700, ừ. Đây là một đoạn clip. Xin mời gia đình mình hãy coi đoạn clip ngay sau đây. Phải chú ý thật kỹ từng câu nói, hình ảnh và chi tiết nhỏ. Xin mời đoạn clip. Chúng ta hãy nhớ chú ý chăm sóc mái tóc của mình để tóc luôn khỏe và đẹp nha. Hãy chải tóc thường xuyên, vì chải tóc giúp cho chúng ta rải đều lượng dầu tiết ra từ da đầu đến tóc, và đó cũng là một cách massage cho da đầu. Gội đầu bằng nước mát thường xuyên rất tốt cho tóc, và nhớ là xả sạch dầu gội sau khi gội xong nha. Các bạn nhớ là đừng lạm dụng nhiều mỹ phẩm lên tóc nha. Dưỡng tóc hay mỹ phẩm giữ nếp tóc giúp cho mái tóc mình trông đẹp hơn, nhưng cũng dễ làm tóc hư tổn và yếu đi đó. Khi tóc bị yếu đi hoặc kẽ ngọn, hãy mạnh dạn cắt phần tóc bị hư nha.
Nhớ đợi mẫu khi ra ngoài nắng nhé, vì nắng nóng bụi bẩn bên ngoài không tốt cho tóc đâu. Câu hỏi, xin mời. Trong những cách chăm sóc tóc thì gội đầu bằng nước gì sẽ tốt cho tóc? Xin mời. Dạ mời mẹ. Nước lạnh. Nước lạnh. Đâu Ngân có tin tưởng vào. Dạ nước mát lạnh. Nước mát lạnh, ghi nhận. Nước mát lạnh à, nãy con có nghe được không Song Nhi? Dạ nghe. Vậy con nghe đó là nước gì? Dạ con nghe là nước nước mát. Con nghe là nước mát. Chúng ta sẽ đáp án của chương trình đi. Đó là nước mát. À. Yeah. Chúc mừng cho mình ra về cho mình là 700 điểm. Chúc mừng ạ. À. Và lượt rác tiếp theo của Song Nhi mời con. Một bước ạ. À. Ngoại ơi, tiến một bước. Ngoại có vẻ đi rất cẩn thận từng bước một. Giá trị là bao nhiêu đây? 500 điểm. Câu hỏi như sau ạ. Con gì có đuôi mọc đằng trước? 10 giây bắt đầu. Con gì có đuôi mọc đằng trước? Con voi. Dạ, nghe theo mẹ con voi ạ. À. Con voi. Cho đáp án. Đây là một con mà chúng ta rất quen thuộc sử dụng hàng ngày. Và đó là con chuột máy tính. Cảm ơn mẹ. Ngoài ít xài máy tính. Rồi mời Sâm Nhi ạ. Một bước. Wow ngoại ơi. Một bước ngoại. Một bước ạ. Xong rồi tiến ba bước. Tiến ba rồi. Bước. Tiến nào. Một, hai, ba. Wow. Xin mời giá trị câu hỏi ạ. 900 điểm. Câu hỏi là trong văn học dân gian có bao nhiêu loại hàng hóa đã được chú ông đem ra để gạ đổi chiếc quạt mo của thằng Bờm? 10 giây suy luận bắt đầu. Nấm cơm. Nấm cơm, nấm cơm. Bao nhiêu loại mà? Nấm cơm. Dạ, 5. 5. Vô đáp án. Chúng tôi lo lắng quá, xin mời đáp án của chương trình. Đó là 6 à. Rất tiếc. Đây hãy xem lại nha. Bò. Trâu. Trâu. Cá mè. Gỗ lim. Nấm xôi. Nấm xôi. Chim đồi mồi. Nấm xôi. Thôi mình trâu bò mình tính cái được không? Trâu bò hai con khác nhau à, con bò và con trâu. Xin mời lượt lắc tiếp theo của Song Nhi. Cơ hội đi. Mình bước ba bước mình tới cơ hội được không? Một bước. Câu hỏi giá trị bao nhiêu ạ? Xin mời giá trị câu hỏi. 300, xin mời câu hỏi. Cái gì là gạo nấu cùng nước sôi? Xin mời. Cá gì là gạo nấu cùng nước sôi? Đơn giản. Cá gạo. Cái gì má? Cá cơm. Dạ cá cơm theo bà ngoại. Cho đáp án. Gạo nấu cùng nước sôi chỉ ra một loại duy nhất thôi là ra cơm chứ còn gì nữa. Và đó đáp án. Chính xác cá cơm ạ. Ước gì cái câu đó nó là 900 điểm ha. Cộng 300 điểm. Tiếp tục ạ. Song Nhi. Lên con. Đi số 3 đi con, 3 bước mình lấy cơ hội trên kia. 2 bước ạ. 700. 700. Thời tới. Câu hỏi là đoạn clip. Chị Hà, hồi nãy đi ăn á, là em trả tiền cho chị, là chị thiếu em 80 ngàn. Xong rồi hồi nãy đi uống nước, thì cái ly nước của em là chị trả cho em luôn. 20 ngàn. Là 80 ngàn cộng 20 ngàn là 100 ngàn, là chị thiếu em 100 ngàn. Ok không? Là sao? Đơn giản gì mà cũng hiểu. Thì nãy em trả chị 80 ngàn thì chị thiếu em 80 ngàn. Xong giờ 20 ngàn đó là chị trả cho em luôn, là 80 cộng 20 là 100. Là chị thiếu em 100 ngàn là chẳng. Chị thiếu em 100 ngàn chẳng. Đúng rồi. Sai sai á. Ủa Huy, em đang làm gì vậy Huy? Dạ em soi gương. Biết gương của ai mà soi. Tự nhiên ngồi soi gương vuốt tóc nãy giờ. Chị Hà là thiếu anh 100 ngàn. Em cũng thiếu anh 100 ngàn. 100 ngàn gì anh? Tiền em xài cái gương của anh nè.
Câu hỏi như sau: nhân vật nam mặc áo vàng vuốt tóc bao nhiêu lần trong đoạn clip? Có câu hỏi này luôn à? Bà ngoại thì cứ lo nghĩ cái số tiền không ba à? Trả lời đại ngân ơi. Hai ba hai cái hai gì à? Hai ba gia đình mình lộn xộn rồi. Dạ sáu, ba sáu quá, gia đình sáu sáu quá. Là bao nhiêu đội trưởng? Dạ đội trưởng hai hả? Dạ dạ năm năm hả? Thôi thôi được rồi, coi như chưa hỏi. Hai hai. Trời ơi không tin đứa bé. Và câu trả lời của chúng tôi sẽ là hên quá, không ai trúng. Gia đình vui vẻ, gia đình vui vẻ, gia đình hòa thuận lại, không ai tính mất hết, mất 700 điểm thôi. Và chúng ta sẽ đến với lượt lắc tiếp theo nè, Song Nhi. Một bước ạ. Đến với vòng quay. À cơ hội hả? May mắn. Dạ, thời ngoại đã tới. Dạ, mời ngoại. 3, 2, 1, chơi. Đó, rồi. Rất từ tốn nha. Nhân 2, nhân 2, nhân 2, nhân 2, nhân 2, nhân 2. Nhân 2, ơi, ơi, ơi. Bao nhiêu này? Má trời. Ơi, 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 ơi. Thôi 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 đi về má, đi về. Thôi đi về. Ủa? Đi về. Ủa cái dòng mừng cơ hội gì thấy ghê quá. Ừ cái dòng này thấy ghê lắm mà. Số nhà, số mới đều là tự động hết. Trời ơi cơ hội gì đâu hồi hộp. Rồi bây giờ lượt lắc tiếp theo Song Nhi ơi. Lẹ đi con. Lắc tiếp nào con. Ủa cái trên đó của má là gì vậy? Câu hỏi là lùi 2 bước. Bây giờ vô số 2 nữa là quay tiếp. 3 bước à? Ừ. Qua cái lùi 2 bước đi. Wow. Ừ, câu hỏi. Hỏi đi. Bây giờ cảm giác yêu câu hỏi quá. Giá trị câu hỏi là 1.000 điểm. 1.000. Câu hỏi như sau: làm thế nào để nhốt 5 con chim vào 4 lồng, số chim mỗi lồng bằng nhau? Xin mời 10 giây bắt đầu. Thì cứ nhốt mỗi lồng con chim. Còn dư 1 con. Thả nó đi. Thả phóng sanh hả? Dạ. Hay quá. Đáp án như sau, xin mời. Cho cả 5 con chim vào 1 cái lồng và cho cái lồng đó vào trong 3 cái lồng còn lại. Rồi mất rồi, mất điểm rồi, mất 1.000 điểm rồi. Xin mời con lượt lắc cuối cùng. 2 hoặc 3 nha, đừng có 1 nha con. Cố lên, cố lên. Trời ơi. 1 bước ạ, à, câu hỏi. 1 bước, lại là câu hỏi Ngân ơi. Ráng một chút nữa là được. Xin mời số điểm của câu hỏi này. À, 500. 500 điểm. Xin mời câu hỏi ạ. À, trong tự nhiên, loài vật nào có bộ não lớn nhất so với động vật sống trên cạn? 10 giây bắt đầu. Loài vật nào có bộ não lớn nhất so với động vật sống trên cạn hả? Voi bự nhất hả? Trả lời đại. Là con voi. Voi. Chính xác hay không đây? Đôi khi những loài vật nó nhỏ nhất nhưng mà kích thước não nó là to nhất. Để xem đúng hay sai. Con gì? Con voi. Lấy 500 điểm gửi vô. Chính xác. Như vậy nó mang về cho mình là 500 điểm, chúc mừng. Rồi, chúc mừng con, hoàn thành xong phần thử thách của mình ạ. Và bây giờ sẽ là chuyến bay của bé Huyền Diệu. Con ơi, con chọn ai sẽ là người bước đi và ai sẽ là người trả lời câu hỏi? Dạ, con chọn mẹ là người bước đi, còn ba là trả lời câu hỏi. Rồi. Lại là ba trả lời câu hỏi. Mời mẹ lên bản đồ và mời con vào phi thuyền. Các bạn cố lên. Cố lên. Rồi, mời con. Những lúc nào kích hoạt. Rồi, quay đi nào. Bao nhiêu bước? 3 bước ạ. À. 3 bước. 1, 2, 3. Rồi hãy cùng xem giá trị trong câu hỏi này là bao nhiêu ạ.
500 điểm. Và câu hỏi dành cho gia đình mình: hãy cho biết quả gì không lành lặn. Câu hỏi mẹo nha. Quả gì? Quả gì không lành lặn? Quả gì? Quả roi hả? Quả roi đúng không? Quả gì mà nghe tới là không lành lặn rồi? Quả này. Cùng xem kết quả của chương trình. Măng cụt. Hả? À, nó cụt đúng rồi. Măng cụt. Nó bị cụt. Mời con, tắt tiếp ạ. Rồi. Rồi. Xin mời chị tới vòng quay của chúng em. Đúng sợ. Trời ơi. Hanh ơi, mình sẽ không đặt đó là vòng quay cơ hội mà là vòng quay lo sợ. Vòng quay chết chóc. Dạ, mời chị. Mẹ ơi. Mạnh ơi. Nhân đời. Nhân hai. Nhân hai. Đúng quá. May mắn lần sau ạ. Vui rồi. Mời con lắc tiếp ạ. Hai bước. Câu hỏi. Chúng ta sẽ cùng xem giá trị trong câu hỏi này là bao nhiêu. Xin mời. 900 điểm. Ui, ba bố lên. Gia đình ơi, đây là một câu hỏi dạng clip. Xin mời cả gia đình mình sẽ cùng quan sát và lắng nghe thật kỹ nha. Xin chào. Xin chào bút xanh. Chào bác sĩ. Xanh mang bánh tiêu lên tặng bác sĩ nè. Wow, bánh tiêu ngon quá. Bác sĩ sao vậy? Thì ra là vậy. Và câu hỏi của chương trình sẽ là: còn bao nhiêu cái bánh tiêu mà nhân vật xanh chưa nhặt vào giỏ? Hai. Anh trả lời. Hai. 10 giây vẫn còn. Chỗ đáp án là Hai. Đây là sự tư vấn của bé Huyền Diệu nhà mình. Đừng lo. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem đáp án của chương trình. Hai cái. Chính xác. Chúc mừng, 90 điểm ạ. Rồi, xin mời lượt lắc tiếp theo. Ôi, câu hỏi tiếp tục. Câu hỏi tiếp. Cùng xem giá trị trong câu hỏi này là bao nhiêu ạ? Xin mời. 300 điểm. Cũng được. Cũng được. Và đây là câu hỏi của gia đình mình. Ở nước ta, khi lưu thông qua khu vực bồn binh, có nghĩa là vòng xuyến, thì các phương tiện giao thông phải di chuyển theo chiều nào? Quá đơn giản luôn anh ơi, cái chuyện này mình làm hàng ngày luôn. Theo chiều bên phải. Là theo chiều nào của kim đồng hồ ạ? Ngược chiều hay cùng chiều? Ngược chiều. Ngược chiều kim đồng hồ. Mà đáp án ạ? Ngược chiều kim đồng hồ. Như vậy là đội của chúng ta vừa ghi về cho mình 300 điểm. Chúc mừng ạ. Lượt lát tiếp theo dành cho bé Huyền Diệu. Rồi, xin mời con. Wow. Bây giờ chúng ta gặp gỡ với chú Heo Cowboy. Yeah.
phần quà mà chương trình dành tặng cho con. Có một phần quà màu xanh và một phần quà màu đỏ. Hai phần quà này có giá trị hoàn toàn khác nhau, cực kỳ chênh lệch. Và sự quyết định của con sẽ mang phần quà nào về với gia đình mình? Quà sẽ được tặng ngay và luôn. Mẹ ơi, con sợ quá. Không sao, ở chương trình này á, con là thủ lĩnh. Con hãy mạnh dạn để đưa ra quyết định của mình. Hãy một lần sống không dựa vào ba mẹ đi con à. Con chọn màu đỏ. Màu đỏ. Có vì phong thủy hay vì gì không con? Phong thủy. Phong thủy hả? Sao vậy? Tại vì con mạng hỏa rồi. À, con mạng hỏa. Màu đỏ mạng hỏa. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng mở màu xanh là mạng thủy. Mạng thủy. Dòng nước này sẽ cuốn trôi món quà gì đây? Anh làm gì vậy rồi? Bị điện giật hả? Hi! Wow! Gì vậy? Hi! Wow! Một cái đồ đấm lưng. Trời ơi! Giúp chúng ta giảm stress những ngày làm việc căng thẳng. Đấm lưng. Heo! Quay qua! Quay lưng qua! Đó rồi. Trời ơi, trong chương trình chúng ta là có một món quà ít giá trị và một món quà giá trị nhưng mà sẽ chung lĩnh vực. Tức là ở đây là đồ massage, là hai cái đã đấm bằng tay rồi. Chẳng lý nào ở đây là một cái máy massage. Có thể lắm. 50 triệu. Trời đất ơi. Anh ơi, cái đó nhỏ xíu à. Rồi, để xem nha. Món quà này sẽ là gì đây? Tè 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 tè. Ôi, một cái máy massage thiệt kìa. Trời ơi, đây là một cái máy massage cổ cho những chuyến đi xa và chúng ta đỡ mệt mỏi hơn. Chúng ta đi đâu đó ở một cái phương xa cho nên bị đặt vào đây. Thư giãn. Đó, rồi, trao cho con ngay giờ luôn luôn. Đây. Massage liền luôn. Con ơi, con có thích món quà này không? Dạ thích. Tưởng con không thích là cô xin liền nha. Cảm ơn chị đã tặng quà cho MC và bé nha. Dạ thưa quý khách, như vậy quý khách đã có quà rồi là một máy massage cổ. Bây giờ sẽ là phần lắc của con tiếp theo để chọn bước. Lượt lắc thứ 6, xin mời. Bao nhiêu đây ạ? 3 bước ạ. Xin mời mẹ. 1, 2, 3. Wow. 300 điểm. Và câu hỏi dành cho gia đình mình sẽ là: hãy kể tên những nước Đông Dương. 10 giây bắt đầu. Đông Timor, thời gian đã hết. Câu hỏi này thật sự rất khó. Ba ba đã không có được câu trả lời. Và đáp án của chương trình là... Trời ơi. Và bây giờ sẽ là lượt lắc thứ 7 dành cho con. Một bước. Và giá trị trong câu hỏi này sẽ là 500 điểm. Câu hỏi của gia đình mình: phần của củ khoai lang mà chúng ta ăn thực chất là phần gì của cây khoai lang? Thân. Rễ. Phần gì ạ? Rễ. Đúng, nó là rễ tại vì nó mọc dưới đất mà. Em nhớ là khoai lang mọc dưới đất. Chúng ta sẽ cùng đến với đáp án của chương trình. Rễ. Chúc mừng ạ, 500 điểm. Và với kinh nghiệm nội trợ của mình thì mẹ đã giúp ba ghi về cho mình số điểm trong câu hỏi này. Tiếp tục mời con. Bao nhiêu bước đây ạ? 2 bước ạ. 2 bước. Giá trị trong câu hỏi này sẽ là 500 điểm. Đây là một câu hỏi về tiết mục. Xin mời chị về vị trí để xem theo dõi tiết mục ngay sau đây. Xin mời ạ.
Xin chào khán giả và hai đội chơi ạ. Mình tên là Trần Văn Quý và tiết mục của mình là Beatbox. Oh, wow. Quý và Beatbox. Xin mời. Let's go. Let's go. Yeah, cảm ơn rất nhiều ạ. Rồi, xin mời quý đặt câu hỏi ạ. Câu hỏi của em là để thực hiện màn trình diễn beatbox rồi thì em phải sử dụng những bộ phận nào? Hồng. Thời gian 10 giây suy nghĩ và trả lời. Bắt đầu. Cổ họng. Hồng. Cổ họng ạ. Theo con. Môi, lưỡi, cổ họng. Môi. Môi. Cứ nghĩ vậy thôi. À, ba mẹ thì chọn cổ họng và bé chọn môi. Để xem đáp án cuối cùng là gì nào. Xin mời em bật mí đáp án. Dạ, đáp án là sử dụng. Trời ơi. Dạ, đáp án là sử dụng cái ba bộ phận này. Đúng rồi, cả ba bộ phận để tạo âm thanh. Đúng rồi. Cảm ơn quý rất nhiều vì đã mang đến một tiết mục trình diễn beatbox rất là đặc sắc. Mình cảm ơn rất nhiều. Mời chị ạ. Lượt lắc thứ 9 mời con. Bây giờ là con hãy bước những bước thật xa nha. Hai bước, xin mời. Điểm số là 300 điểm. Và đây sẽ là câu hỏi của gia đình mình. Xin mời câu hỏi. Trong một trận bóng đá quốc tế do FIFA tổ chức, bắt buộc phải có tối thiểu bao nhiêu trọng tài? Hai ạ. Ừ, con cũng nghĩ vậy. Chắc gì ạ? Chắc đi. Chắc. Hai trọng tài. Trọng tài chính, trọng tài biên. Trọng tài chính và trọng tài biên. Trọng tài chính là một người. Hai trọng tài biên. Một trọng tài VAR. Vậy là phải ba. Để xem hai người. Đáp án là. Xin mời đáp án của chương trình. 4. Thông thường trong một trận đá bóng gồm 11 người sẽ có 4 trọng tài. Một trọng tài chính, hai trọng tài biên và một trọng tài bàn. Đây là một cái kiến thức bóng đá mà em cũng mới vừa cập nhật được. Điểm số hiện tại là hai đội đang ngang bằng nhau. Và lượt lắc cuối cùng trong trường hợp khảo quan vô 2 hoặc là 3 bước chân thì mình sẽ vươn lên 1.000 điểm giành tấm vé vòng 3. Trong trường hợp là một bước chân thì sẽ là câu hỏi kế tiếp. Để xem, xin mời. Quan trọng là con. Quan trọng là con sợ. Câu hỏi này vô cùng gây cấn. Một bước chân. Không vui rồi. Như vậy là chúng ta đã không đạt 1.000 điểm. Nhưng mà đây sẽ là câu hỏi quyết định. Nếu như chúng ta trả lời đúng thì chúng ta sẽ chiến thắng. Xin mời. Điểm số trong câu hỏi này 500 điểm. Và câu hỏi dành cho gia đình mình sẽ là câu hỏi dàn clip. Mình xin mời các bạn ổn định chỗ ngồi trong giây lát. Lam Chiên này có đôi lời muốn nói với các bạn. Mình xin tự giới thiệu. Mình tên là Phan Đỗ Lam Chi, số 3. Mong các bạn sẽ bầu cử mình làm lớp trưởng. Ồn quá, ai mà chẳng biết tên bạn chứ. Im lặng chưa, muốn chết hẳn nhỏ chăm kia.
Xin lỗi các bạn vì trong giây phút gián đoạn vừa rồi. Các bạn ơi, các bạn nhớ là phải bầu mình làm lớp trưởng đó. Ngoài Lan Thiên này ra thì không còn ai có thể làm lớp trưởng được nữa. Xin nhờ mọi người giúp đỡ. Tôi xin hứa với các bạn, nhất định tôi sẽ làm lớp trưởng tốt nha. Mãi yêu. Mãi yêu. Lên đổi Lan Thiên số 3 nha, nhớ nha. Câu hỏi là muốn Lan Thiên làm lớp trưởng thì bầu chọn số mấy? Số 3. Trời ơi, chắc gì đó. Trả lời, ba trả lời đi. Chắc chưa? Nhắn lên là thời gian số mấy ạ? Ba. Số 3. Số 3, ba ơi. Số 3 là đáp án của gia đình Thông Thái. Chúng ta sẽ cùng mở đáp án của chương trình nào? Sẽ không. Đó là ba. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tổng kết lại điểm số mà hai đội đã mang về sau hai vòng thi. Đội bánh bao xúc xích mang về cho mình là 6.800 điểm và đội Thông Thái là 7.300 điểm. Như vậy là đội Thông Thái của chúng ta đã giành được chiến thắng ở vòng này, đồng thời sẽ là đội bước vào vòng 3 để chinh phục giải thưởng 15 triệu đồng cùng với ngôi vị gia đình Thông Thái. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với vòng cuối cùng có tên gọi Gia đình Thông Thái. Trong vòng thi Gia đình Thông Thái sẽ có một câu hỏi dạng liệt kê, hai thành viên người lớn sẽ cùng trả lời. Sau khi MC đọc xong câu hỏi, đội thi sẽ có một phút để quan sát và ghi nhớ vị trí của các đáp án trên màn hình gồm 64 chữ. Khi hết một phút quan sát, màn hình này sẽ biến mất, đồng thời sàn LED sẽ hiện lên 64 ô tương ứng, nhưng lúc này sẽ không có chữ cái nào trên đó. Hai thành viên người lớn sẽ phải liệt kê đáp án bằng cách đứng ở vị trí đầu và cuối của từng đáp án và hô chốt. Khi đó, đáp án sẽ được ghi nhận. Cứ như thế, trả lời hết 3 đáp án. Trong khi hai thành viên người lớn trả lời, thủ lĩnh Nhí sẽ ngồi ở phi thuyền và không được biết đến phần thi của đội mình. Sau khi hai thành viên người lớn trả lời xong, thì thủ lĩnh Nhí sẽ là người quyết định tin tưởng hay không tin tưởng thành viên của đội mình. Nếu không tin tưởng, thủ lĩnh Nhí sẽ được khởi động máy lắc ở phi thuyền để lấy giá trị tiền thưởng về cho đội của mình. Giá trị này sẽ thấp hơn 8 triệu đồng. Còn nếu thủ lĩnh Nhí tin tưởng, thì đáp án sẽ được mở ra. Và đương nhiên, nếu đáp án không trùng khớp, đội chơi sẽ không nhận được giải thưởng ở vòng này. Còn nếu trùng khớp, thì xin chúc mừng đội chơi đã có được 15 triệu đồng và nhận được danh hiệu Gia đình Thông Thái. Bây giờ xin mời thủ lĩnh Nhí hãy bước vào phi thuyền ạ. Khó lắm, vòng này rất khó ạ. Xin mời gia đình mình bước lên đây ạ. Và câu hỏi của chương trình sẽ là tìm tên 3 quốc gia châu Á có xe lưu thông bên trái. Xin mời ô chữ của chương trình. Thời gian 1 phút quan sát bắt đầu. Ghi nhớ quan sát ạ. Có gồm cả ô chéo nha. Có gồm cả ô chéo Lan, nha. Lan chéo rồi từ một đi một. Ghi nhớ vị trí. Tôi chéo. Chỉ cần ở nhớ ô đầu thôi và chúng ta sẽ nhẩm từ ra được ô cuối. Nhật Bản. Ok. Còn 30 giây ạ. Hay là Nhật Bản rồi. Và hết thời gian. Thời gian 1 phút lựa chọn bắt đầu ạ. Đếm nha, coi chừng dư nha. Chính xác cái hàng chốt nha. Chốt. Xong ạ, tiếp tục. Đây nè. Không, bên đó bên này. Ba nói gì kìa mẹ? Bên đây nè. Nè hả? Không, kế qua kế. Bên này. Chốt. Chốt. Đáp án tiếp theo. Cái đâu? Anh chỉ tìm được hai. Cái này là... À, cái này là... Anh tìm chỗ nào nữa? Nhật Bản. Hả? Nhật Bản là đi chỗ nào?
gia đình mình có tiếng không? 17 giây, nhanh lên nè. Tiếng đại đi. Đại đi. Nước gì chị có nhớ không mà đếm ký tự. Hả? Tức là Nhật Bản, Indo. 4 giây, 3, 2, 1, và chốt. Rồi. Chốt. Rồi, cảm ơn hai chị. Xin mời ba mẹ về vị trí ạ. Rồi. Trời, ngủ luôn rồi. Em ơi, con ơi. Con ơi, dậy con ơi. Dậy. Con ơi, bây giờ là ba mẹ đã hoàn thành xong phần thử thách của mình rồi. Cô sẽ đọc lại câu hỏi một lần nữa cho con lắng nghe nha. Câu hỏi của chương trình là: hãy kể tên ba nước châu Á lưu thông bên tay trái. Trái. Thì con biết là ba mẹ con có trả lời đúng không? Dạ không. Sao vậy? Sao con nghĩ là ba mẹ mình không trả lời được? Nó khó quá. Như vậy là cô quyết định là chọn là không tin tưởng. Dạ. Tin tưởng hay không tin tưởng? Dạ không. Không. Không tin tưởng. Bé rất quyết tâm. Không tin tưởng ba mẹ. Mở đáp án nào. Chúng ta sẽ cùng xem các đáp án mà gia đình Thông Thái đã ghi nha. Xin mời. Thái. Thái Lan. Lan. Chị Thái. Tùa đi tha. Tiếp tục bạn. Nhật Bản. Nhật Bản. Chính xác. Và đây là đáp án mà em thấy gia đình mình hoang mang nhất. Đó sẽ là chữ L đứa nào cuối ta. Chữ L cuối. Na. Nhật Bản hả? Na. À, Nahadira. Dân ạ, và đi rất xa. Đây là một đất nước độc lập. Mới tạo. Chúng ta sẽ so sánh với những đáp án của chương trình để gia đình mình biết là đáp án chính xác nằm ở đâu nha. Xin mời ạ. Ba đáp án mà gia đình mình đã chọn: Thái Lan, Nhật Bản và Nahadira. Nahadira. Và chúng ta sẽ đối chiếu với ba đáp án chính xác của chương trình. Nhật Bản chính xác. Thái Lan có chính xác. Và Ấn Độ. Đây hãy xem vị trí nằm ở đâu nha. Xin mời vị trí ạ. Nhật Bản dễ thấy nhất nè. Thái Lan. Ấn Độ đâu ta, để em nhìn coi. Trời ơi khó quá vậy. Ấn Độ nằm dọc. Ấn Độ. Không sao, một cái điểm chính xác của con để mà giữ lại số tiền dành cho gia đình của mình dưới 8 triệu đồng. Mời con hãy nhắc phòng. Xin mời con. Tiền thưởng mà gia đình Thông Thái sẽ mang về cho mình ở vòng này sẽ là bao nhiêu? Không, chúng tôi có một số không. Hai số không. Ba số không. Một số năm. Bảy. Bảy. Năm. Và con số cuối cùng là hàng triệu. Hàng triệu của chúng tôi ngừng lại ở bao nhiêu đây ạ? À? Ê, lên. Lên con. Lên miếng nữa. Lên một cái nữa. Lên tới đi. $3,575,000. Rồi mời con xuống ạ. Xin mời con cảm xúc bây giờ như thế nào con gái? Dạ. Con không vui. Không vui vì sao? Là vì không có nhận tiền được. Được mà con được tiền được, mà chỉ được. Là ít tiền thôi. Con ít thôi. Con được tiền nha. Vậy thì con sẽ quyết định dùng số tiền này như thế nào? Trong gia tài đó. Con dùng số tiền này để dành cứ từ từ nhiều lên là mua nhà mới. Để dành cứ từ từ nhiều lên là mua nhà mới. Đây là con bé giống em nè. Con bé biết để dành từ 6 triệu mấy để có thể mua nhà. 6 triệu mấy sẽ mua được mảnh đất nhỏ. Rồi biết chừng nào con.
hỏi đùa vậy thôi, chứ hy vọng là con đã hài lòng với kết quả là 6.8 triệu đúng không? Để dành tiền sau những dự án sau này của con. Còn bây giờ là gia đình Thông Thái. Huyền Diệu, cảm xúc của mình như thế nào? Dạ con cảm thấy rất là vui vì đã được tham gia chương trình và gặp hai người nổi tiếng. Khéo léo vậy sợ. Đoạn mà bé nói mà mày tạo nét liền em. Sam, next top model. Con chuyện bé hết cảm thấy ái mộ bây giờ anh ơi. Nhưng mà cảm xúc của mình như câu hỏi cũ, với một cái số tiền mà khổng lồ như vậy, con quyết định, con suy nghĩ là mình có kế hoạch gì cho số tiền này con? Dạ con sẽ mời hai em xin để đi ăn một buổi. Rồi. Và bây giờ là lúc chúng ta sẽ nhận giải thưởng từ chương trình ạ. Xin mời hai gia đình. Đây là sự xuất hiện rất được trông đợi của chương trình. Mỗi lần chú heo này bước ra là sẽ có quà hoặc là phần thưởng. Xin mời chú heo cowboy. Hãy cho biết tên hành tinh nóng nhất của hệ mặt trời. Sao Hỏa. Sao Hỏa. Và đó cũng là đáp án chính xác của chương trình. Wow. Chính xác. Wow. Đón xem gia đình Thông Thái tập 5 vào lúc 20:35 thứ tư ngày 22/4/2020 trên kênh HTV7. Heo cowboy, nguồn dinh dưỡng từ thịt. Và thưa quý vị, như vậy là hai đội chơi đã có những phần thưởng tương ứng với công sức họ bỏ ra ngày hôm nay. Với những phút giây cùng với lại chương trình gia đình Thông Thái rất vui vẻ, có sự tin tưởng và cũng có sự không tin tưởng. Thông qua chương trình gia đình Thông Thái thì các bé đến đây sẽ có cơ hội được cọ sát nhiều hơn, học hỏi được nhiều kiến thức hơn, cũng như là sẽ chủ động và tự tin hơn để có thể đưa ra những quyết định của mình trong cuộc sống tương lai. Và thưa quý vị, chương trình gia đình Thông Thái xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng xúc xích heo cowboy, nguồn dinh dưỡng từ thịt, đã tài trợ độc quyền cho chúng tôi ạ. Chương trình được phát sóng vào lúc 20:35 tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.